Vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng 3 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia buổi làm việc có các ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc nằm trong chương trình làm việc Bộ Chính trị với các đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, qua 2 tuần, 4 đợt làm việc, Bộ Chính trị đã làm việc với 27 trên 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các cuộc làm việc trước đó được chia theo nhóm do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì. Đây là cuộc làm việc đầu tiên có sự tham gia của tập thể bộ chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 35 CTTTG về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai. Chỉ thị nêu rõ, dự báo mùa mưa bão đến muộn vào cuối năm khả năng xuất hiện khoảng 7 đến 9 cơn bão, trong đó khoảng từ 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Nguy cơ mưa lũ lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực miền Trung, lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 42 CTTU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó các vùng hậu quả thiên tai và nghị quyết số 76 NQCP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của chính phủ về công tác phòng chống thiên tai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, ra soát, cập nhật kịch bản để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa lũ lớn diện rộng, bão muộn, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng xử lý các trọng điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho đề điều hồ đập và thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Sau khi giảm mạnh vào các tháng trước đó, từ tháng 7 đến nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đã bật tăng trở lại. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 7 vừa qua, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt 133,7 triệu USD, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng trong tháng 7, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã tăng nhẹ 4,4%. Trong suốt 3 năm trở lại đây, Trung Quốc, Mỹ và EU vẫn là những thị trường tiềm năng và được các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất. Do vậy, mọi động thái và diễn biến từ những thị trường này đều tác động không nhỏ tới tâm lý của các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam. Trong tháng 1 năm 2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 55,3%, sau đó đã tăng 67% và 26,3% so với cùng kỳ trong hai tháng còn lại của quý. Đến tháng 6 năm 2020, ít nhất 16 tiểu bang đã tạm dừng hoặc hủy các kế hoạch mở cửa lại để phòng dịch Covid-19. Điều này đã tác động lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu cá tra sang thị trường Mỹ. 3 tháng liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm lần lượt là 20,7%, 52,1% và 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Sáng nay, mùng 3 tháng 9, hơn 26.000 thí sinh tại 27 tỉnh thành phố bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn. Nhận định về đề thi Ngữ văn đợt 2, một số giáo viên đánh giá đề thi bám sát cấu trúc, mức độ tính chất các câu hỏi như đề thi tham khảo lần 2 do Bộ Giáo dục đào tạo công bố. Tương đương với đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 1. Đây cũng là yếu tố giúp tạo nên tâm thế tương đối tích cực, đảm bảo cho các thí sinh thi đợt 2 có được cảm giác an tâm khi phải tham gia kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm học phổ thông trong điều kiện khá đặc biệt chưa từng có. Có thể nói, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn năm 2020 đợt 2 đã đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh với phần đọc hiểu và tạo lập văn bản. Đề thi hướng tới khả năng làm phong phú và mở rộng hiểu biết về cuộc sống, có ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đề thi đợt 2 có nội dung phù hợp, không đánh đố hướng đến phát triển nhân cách con người, có khả năng phát triển tư duy cho học sinh, phù hợp với năng lực trình độ của học sinh và tương đương với đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn đợt 1. Sáng 3 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, hiện đang có hơn 63.000 người cách ly chống dịch. Từ ngày 4 tháng 9, Đà Nẵng bắt đầu tiến hành xét nghiệm virus corona đại diện hộ gia đình nhằm mục đích truy vết các trường hợp nhiễm COVID-19 chưa được phát hiện ở cộng đồng. Tính đến ngày 3 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 63.651 người. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 746 bệnh nhân COVID-19 trên 1.046 ca mắc. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 27 ca, số ca âm tính lần hai với 2 với SARS-CoV-2 53 ca, số ca âm tính lần 3 là 37 ca. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến từ ngày 4 tháng 9, Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm virus corona đại diện hộ gia đình nhằm mục đích truy vết các trường hợp nhiễm COVID-19 chưa được phát hiện ở cộng đồng. Trong vòng từ 4 đến 5 ngày, từ ngày 4 tháng 9, các trung tâm y tế quận, huyện, các đơn vị y tế sẽ xét nghiệm đại diện cho 30% tổng số hộ gia đình trên toàn Đà Nẵng. Tương đương 60.000 hộ dân từ đầu mùa dịch đến nay chưa được xét nghiệm, nhằm ra soát dịch bệnh và làm cơ sở nới lỏng cách ly xã hội. Mỗi hộ gia đình sẽ cử đại diện đi lấy mẫu. Nếu kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính, hộ gia đình đó sẽ được y tế khoanh vùng cách ly ngay để làm xét nghiệm cho từng thành viên. Tính đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, toàn cầu ghi nhận trên 26 triệu 184 000 người nhiễm COVID-19, trong đó có 867.374 ca tử vong và trên 18,44 triệu bệnh nhân bình phục. Trong 24 giờ qua, toàn cầu chứng kiến sự tăng vọt trở lại các ca nhiễm bệnh với 280.839 trường hợp mắc mới được ghi nhận, trong đó có 6.197 ca tử vong. Tại châu Mỹ, tổng số bệnh nhân là 13.927.544 ca, trong đó có 481.251 người không qua khỏi. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất khu vực và trên thế giới với 189.928 trường hợp tử vong trên tổng số 6.296.939 ca nhiễm. Đặc biệt kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát đến hết ngày 27 tháng 8, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 476.000 trường hợp trẻ em mắc bệnh tại châu Á ghi nhận tổng cộng 7.297.325 ca mắc, trong đó có 145.652 ca tử vong, trong đó Ấn Độ là vùng dịch lớn nhất khu vực và cao thứ ba thế giới, với 3.848.968 người nhiễm bệnh. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh lên 82.860 trường hợp, cao kỷ lục kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Bản tin tiếp tục với một số tin tức nổi bật trong tỉnh. Sáng ngày 3 tháng 9, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do đồng chí Đàm Minh Huấn, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm trường đoàn đến thăm trao tặng thiết bị trần đoán virus corona SARS-CoV-2 kèm bộ kit xét nghiệm do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục, Bộ Khoa và Công nghệ Tài trợ. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi lễ, Đoàn Công tác Tạp chí Cộng sản và đại diện Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục đã trao tặng thiết bị trần đoán virus SARS-CoV-2 cho tỉnh Cao Bằng bộ thiết bị và kit xét nghiệm do viện phát triển khoa học công nghệ và giáo dục nghiên cứu chế tạo thành công có giá trị trên 3 tỷ đồng. Xét nghiệm trong vòng 2 tiếng cho kết quả chính xác khoảng 96% và có thể xét nghiệm 47 mẫu một lần. Thiết bị nhỏ gọn có thể di chuyển lưu động đến các vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn, tạo thuận lợi cho công tác phòng dịch bước đầu tại tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Xuân môn, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cảm ơn đoàn công tác của tạp chí Cộng sản đã trực tiếp đến thăm, động viên, trao tặng thiết bị chẩn đoán virus corona. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng. Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, việc tiếp nhận thiết bị chẩn đoán và bộ kit xét nghiệm sẽ giúp tỉnh sớm phát hiện các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm ngay từ ban đầu, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 3 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã đến kiểm tra thực địa, khảo sát, xem xét phương án thiết kế quy hoạch phân khu xã Hưng Đạo thành phố. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo đoàn đã đi kiểm tra thực địa khảo sát điểm vào cửa ngõ điểm kết nối tại các xóm ngọc quyến hồng quang đà quận nam phong đây là những khu vực chính trong phạm vi quy hoạch phân khu xã hưng đạo thành phố xem xét đồ án phân khu xã hưng đạo gồm bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị sơ đồ tổ chức khu trung tâm khu vực cửa ngõ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hiện trạng kiến trúc và bảo vệ môi trường tham quan mô hình và chăm sóc nho hạ đen của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ xanh CAB tại xóm Đào Quận xã Ưng Đạo thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cần phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu thiết kế hệ thống giao thông chính kết nối với một số trục giao thông khác ở các vùng xung quanh cho phù hợp. Lưu ý về mặt cảnh quan, kiến trúc đồ án phân khu xã Ưng Đạo cần thiết kế vừa hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp của đô thị miền núi nông thôn sắp xếp quy hoạch kiến trúc các khu ở mới với đầy đủ công trình dịch vụ đô thị, công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ưu tiên theo mô hình đô thị xanh kết hợp với các dịch vụ sinh thái nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa quan trọng tại địa phương gắn với du lịch tâm linh. Đối với khu vực phát triển nông nghiệp cần áp dụng công nghệ nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Sáng ngày 3 tháng 9 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức cuộc họp chuẩn bị hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 dự kiến các nội dung của phong trào như công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa, thực hiện kỷ cương pháp luật, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao cơ sở, xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, học tập lao động sáng tạo. Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo đúng yêu cầu đề ra, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện giao sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên các huyện thành phố xây dựng báo cáo hoàn thiện hồ sơ của các địa phương đơn vị đề nghị khen thưởng đồn đốc hoàn thành các báo cáo tham luận tại hội nghị phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các kết quả nổi bật của phong trào trước trong sau hội nghị Sáng ngày 3 tháng 9, lực lượng chức năng của thành phố đã ra quân thực hiện bảo vệ thi công công trình lắp đặt cụm pano tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tại tổ 12 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Công trình lắp đặt cụm pano tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, được bắt đầu thi công từ ngày 28 tháng 8, thuộc diện tích đất công đã đền bù giải phóng mặt bằng dưới chân kè đường phía nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng thuộc tổ 12 phường Sông Hiến. Mặc dù trước đó Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, hộ gia đình không ra cản trở chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện thi công công trình đảm bảo theo tiến độ phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thi công, gia đình ông Hà Văn Nội sinh sống liền kề khu vực đã ra cản trở bất hợp pháp, chống đối đơn vị thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình phục vụ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Để đảm bảo tiến độ thi công, sáng 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai lực lượng gia quân. Sau khi họp bàn, thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ bảo vệ thi công, các đơn vị đã triển khai lực lượng, cắm mốc, biển cấm và hàng rào khu vực thi công. Nhà thầu cũng đã huy động tối đa phương tiện, máy móc và nhân công tập trung thi công theo nội dung kế hoạch đã đề ra. Theo đó, kế hoạch bảo vệ thi công công trình lắp đặt pano tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, được chia thành 3 giai đoạn, thực hiện trong 3 ngày, mùng 3, mùng 4 và mùng 9 tháng 9. Giai đoạn 1, thực hiện đào hố móng, đổ bê tông, lắp đặt cụm tuyên truyền. Giai đoạn 2, thực hiện dựng trụ cột pano. Giai đoạn 3, thi công lắp dựng khung mặt, ốp khung, căng mặt bạt pano tuyên truyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.